2,5 hectare ôm trọn con suối và cù lao xanh mướt với hai mặt tiền đường đẹp không tì vết. Bất động sản cực phẩm cách trung tâm Buôn Ma Thuột chỉ 20 phút di chuyển. Tọa lạc cạnh bên con thác xinh đẹp, nằm trên tuyến đường giao thông giữa Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Đường quy hoạch rộng 43 mét đã khởi công được đầu tư bài bản. Cách trung tâm Buôn Ma Thuột 18 km, một vị trí tiềm năng cho các nhà đầu tư thông thái. Bất động sản này sở hữu những ưu thế tuyệt vời với tổng diện tích 2,5 hectare. Có hai mặt tiền đường, chiều dài cực khủng lên đến 360 mét. Xe ô tô đi vào tận nơi. Mặt view ôm suối chiều dài 130 mét, không bao giờ cạn. Đặc biệt, tặng thêm một cù lao xanh mướt nằm giữa con suối, thích hợp thiết kế một nơi thưởng ngoạn cực chiều. Trên đất có hai hồ cá, một hecta chuối đã có thu hoạch. Có một nhà cấp 4 và một khu nhà tròi tiếp khách. Thật tuyệt khi được làm hàng xóm với những chiếc homestay xịn sò nơi đây. Hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu bất động sản tuyệt đẹp này để xây dựng một chiếc homestay khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Khi giá chỉ còn rất tốt, chỉ 300 triệu một sào, thương lượng trực tiếp chính chủ. Liên hệ với chúng tôi để cùng sở hữu. Hãy tăng tên và chia sẻ đến với người thân bạn bè của quý vị đang tìm một view bất động sản cực đẹp. Cảm ơn quý vị rất nhiều.